Sao chơi mặc đồ đẹp đâu? Ui trời đẹp quá. Đúng rồi, giờ đi mang dép vô. Dép mẹ đâu? Chơi mang dép nào? Nè dép mẹ nè. Dép chơi đâu? Rồi tới giờ bước ra dạo phố. Bước ra đi công chúa. Trời ơi, trời nãy nó nóng dễ sợ luôn á chị. Gì vậy? Đứa nào làm? Đứa nào ăn sô cô la bỏ đây, đứa nào làm cái này bỏ đây. Đừng. Đóng cửa lại cho mẹ. À trời, sao dục vô nhà? Trời ơi, khôn dễ sợ chưa? Rồi đi con. Say hello. JD, can you give her a hug? JD, can you give her a hug? Hi, what are you doing? So what are you gonna do today? Just relax. Chill. Is that what she said? No. What do you wanna do, JD? Yeah. What do you wanna do? Con muốn làm gì? Look at the big dog coming, JD. Look. Look at the big dog. See the big dog, JD? Don't be scared. Brad's good with little dogs. Yeah, she's scared of them. She doesn't think she's a dog. Hello. This is Mimi. He's very friendly. This is Robert. This Hi, is Robert. Jay. This is Brad. JD, that's a big... Look at Twiggy. She's trying to get out of my arm. She's scared. She's like, don't look at me. I'm not really a dog. Hi, Brad. Look at you. Summer outfit. Work outfit. Chó dễ thương nè chay, chọn chó đái gì chay kìa, chay con thấy chó đái không chay, đó, chay lần đầu tiên, thấy... ê đi chay chỗ khác, đi ra chỗ khác, chay lần đầu tiên thấy chó đái luôn, đi ra chỗ khác, trời sao bước qua chi vậy, cô chú thấy chay này mặc đầm đẹp không, đầm mẹ mua luôn á, gì, trời giờ con muốn làm gì, trời ơi cái đầm mà có hai lớp luôn. Kéo lên một lớp còn một lớp che lại có hay không? Nắng hả? À đúng rồi, mẹ mua cái đầm này là có lý do hết. Một cái để mặc, một cái để che nắng. Đó, vậy đó, cái fashion là của cái đầm này là như nhớ là gì? Cái này như vậy. Trời ơi, coi cái bụng. À puppy nè, đúng rồi. Ôi ơi các bác. Cái vậy mẹ làm gì cũng có mục đích đúng không chay? Cái đầm là phải để che nắng, đúng rồi. Cái đầm ở trong nhìn muốn giọng bởi vậy sao không? Cái bụng bởi kìa. Sexy quá đi thôi. Đâu ạ? À? Đi Úc. Đi Úc hả? Thôi đi vô. Bây giờ chị đứng chị cầm cái váy lên chị xoay vòng tròn cho mẹ coi coi. Xoay vòng tròn. Không, không có té, xoay từ từ thôi, không có té đâu. À, té cái bùm là bị cái này á hả? Trời ơi, nó ghê nó không? Nó té cái bùm là nó bị cái này. Hôm nay ngoài trời rất là nắng luôn nha cô chú. Hiện tại bây giờ là khoảng 1 giờ trưa. Dẫn chơi đi vòng vô chút hồi ăn uống gì là cho đi ngủ đó, trưa đó. Cái gì cơ? Cái gì á? Lúc đi ai sai rồi. Sao? Nãy giờ sáng giờ ở trong nhà, nằm ở trong nhà coi truyện cổ tích. Nay là mở truyện cổ tích cho chị coi. Chị coi được 2 tập. Một tập là... À, look at you, ok. Mọi người nhìn con nè đó. Ôi ôi, hay quá.
cái tập đầu tiên là cho nó coi tập cái tập gì mà cậu bé đi lấy lại đôi mắt cho mẹ đó. Đó, rồi cái tập thứ hai là nó coi cái tập cái gì đó, cái gì nhiệm màu ta. Mà giết con xà tinh á, đó. Đó, nó khóa mấy con ghê ghê đó đó. Tập thứ ba hả là con quỷ, cái gì ba con quỷ. Ba con quỷ mà nằm trong ba cái bông màu đỏ, màu trắng, màu xanh. Rồi. Nó tập 1 nó còn để ý ha, tập 2 nó cũng để ý sơ sơ, còn tập 3 là không muốn coi nữa đó, làm biến coi. Khoái coi mấy cái ghê ghê đó. Hiện tại bây giờ chắc cỡ nắng cỡ khoảng 27 độ C quá. Bởi vậy chay với mẹ chay mùa hè này là thắng tươi. Thắng tươi như bông bưởi vậy. Chay chay đi vô đi con. Ở ngoài đây chẳng có gì để đi chơi ở ngoài đây. Hả? Đi lại xe của ba ngồi nha. Đi lại xe ba ngồi ngồi dưới cái máng đó cho nó mát hơn á. Mẹ có một cái lỗi của mẹ khi mà mẹ mua mấy cái đầm này á, là mấy cái đầm này chỉ dành cho đi chơi thôi, chứ mà còn mà để mặc đi vòng vòng thì thấy nó hơi kỳ. Đi vòng vòng mà hàng ngày thấy nó hơi kỳ. Ừ, xe ba đó, đi ra xe ba đi. Mấy mặc cho chay mấy cái đầm này đi vòng vòng sớm á, hàng sớm hỏi mày đi đám cưới hả chay? Mày đi tiệc hả chay? Nói gì không à? Đi con, đi vô xe mà chỗ xe ba ngồi cho mát đi, ngoài này nắng quá. Làm gì vậy? Thôi con có đi rồi, thôi con đi cái tướng rồi. Hai đổng đảnh rồi, thôi coi con. Chay ơi, chay con có biết cái này là cái gì không chay? Cái này là cái gì vậy? Cái này nè. Cái này à, cái gì vậy? Cái gì á? Chay, cái này là cái gì á? Cái này là cái gì? Cái này là cái gì? Con nhìn xuống cái màu đen đó là cái gì đó? Cái bóng của chay á. Chay đi đâu là nó đi theo đó đó. Cái bóng của chay kìa đó, thấy chưa? Nói nó không hiểu đâu. Ừ, ra xe của ba nha. Đúng rồi, vô trong đó là hết nắng rồi. Đúng rồi, ôi mát quá. Ủa, ra nắng chi nữa. Xe ba đâu? Xe ba nè. Đúng rồi. Chim hót quá trời kìa. Ừ, mấy cái bông này nè, mọi người biết mấy cái bông này bông gì không? Mấy cái bông này là làm cho bị allergy, là làm bị dị ứng á. Nếu mà ai bị dị ứng với mấy cái bông này là cái mùa này là một cái mùa rất rất là tệ. Là tại vì hả, mấy cái bông này nó bay á, rồi cái đó mình hít vô á. Nó gọi là pollen, là cái phấn hoa hả ta, dị ứng phấn hoa hả? Nhưng mà mấy cái bông này nó bay là bị dị ứng của nó đó. Là trội hắt xì rồi hả? Mũi thở không được rồi, phải uống thuốc rồi này kia. Y như là bị nghẹt mũi gì đó, nghẹt mũi mà hắt xì, chảy nước mắt rồi này kia vậy đó. Có người thì ha, con mắt đổ quét luôn. Cái đó là cái hoa đó con, cái hoa bay vòng vòng đó. Quá trời trời luôn, chỗ nào nó cũng dính vô này nè. Nó bay vậy, nó bay gọi là nó bay đầy bầu trời luôn á. Nó đang bay ngoài bầu trời nữa kìa. Chưa gì là thấy muốn hắt xì rồi đó nha. Đó, nó bay ngoài trời, bầu trời quá trời luôn kìa. Mùa này là hoa đó nó nở đó, nên là nó rất là làm mọi người nào mà bị dị ứng á. Trời ơi. Mùa này rất là tệ, là mùa này mọi người rất là ghét luôn. Chay đi đâu á? Đi lại kiếm cái tượng mô phẹt không? Nhớ không? Nhớ cái tượng mô phẹt không? Đó, thấy không? Mọi người thấy hoa nó bay không?
Why? Đường này, đường này, đường này. Đường này, đường này. Không, không được đường đó. Đường này. Đi vô đây này chay. Chay đi vô đây kiểm tra coi chừng nào táo, 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 có táo. Vô đây. Đây nè. Vô đây mát nữa. Cũng ồ có ở chay, táo có ở đây chay. Quay cho cô chú coi nè. Đây nè. Đó. Chuẩn bị coi trời, chuẩn bị là mọc quá trời táo luôn á. Trời ơi con nhánh nè. Cây này hay thiệt chứ. Tới mùa là tự động nó mọc rồi chứ không có mà phân bón gì. Quá trời mấy trái nhỏ luôn kìa. Wow. Ủa, mẹ chay ra đây hái táo ăn nha. Cái gì con? Baby gì? Baby gì? Cái cây nhỏ. Cái cây em bé. Cái cây em bé. Trời, cái cây nhỏ không chịu được, cái cây em bé có được không? Còn cây này cây gì? Ồ, cái cây này cây sister, là cây này cây chị. Rồi. Cây đó cây brother, là cây đó cây anh đó, đúng rồi. Rồi kêu cây nhỏ không chịu được, cây em bé, rồi cây cây sister, cây brother. Rồi cây daddy đâu, cây ba đâu? Cây ba đâu? À cây ba, cây mẹ đâu? À mẹ đó đó hả? Dạ. Rồi cái cây em bé đâu? Em bé nè. Em bé nè hả? Chay con chim bà chay. Chim kìa. Có hai ba con chim bằng kia luôn kìa chay kìa. Kìa. Wow. Chim bay bay. Chim bay bay. Chim bay bay ở trên nắng. Con chim bay bay trên nắng á hả? Chim khờ dữ, ta sống lựa chỗ mát bay mẫn bay chỗ nắng. Chay chay dựa vô cái dựa vô cái thân cây làm chụp hình cái cây, chừa cười cái cây mày chụp tấm à. Cười. Cười. Chi. Để số 2, để số 2. Chi. Nhìn mẹ, nhìn thẳng mẹ nè. Trời ơi đẹp quá. Cô chú chụp được rồi đó. Lúc nào mẹ cũng nói mẹ chụp mà không phải mẹ chụp, toàn cô chú chụp không. Trời ơi hủy hoa. Thơm không? Thơm mùi gì? Thơm mùi green. Trời ơi, mùi green là mùi màu xanh á. Coi chừng đạp vái. Halloween sao? Cái gì? Cái gì ở cục đá? Hả? Công nhận hay ghê, người ta mai này hay thiệt chứ. Người ta mai ở trong như một cái đầm rất là bình thường, tự nhiên ngoài cái người ta làm cái thiết kế ngoài cái thành nguyên cái đầm dây thương, ngộ ghê không? Bởi vậy mới gọi là nhà thiết kế. Phải biết thiết và phải biết kế sao cho nó đúng bài đúng bản. Trời, có ba đi kìa. Đâu á? À? Đi đâu?
Nắng quá trời ơi. Nắng này gọi là nắng chang chang luôn á. À cô say hello xe hả? Ờ giỏi. Xe kìa, xe kìa. Nép vô. Thấy chiếc xe màu đỏ không? Ờ hello xe màu red, đúng rồi, đứng im đó nghe. Té nha, coi chừng té nha. Thả tim cho xe, thả tim. Thôi đi, đi ra đường này, đường này, đường này. Muốn ăn gì? Muốn ăn apple hả? Ăn happy birthday to you. Hắn ăn happy birthday to you hả? Happy birthday to you. Rồi đi, đi vô, đi vô nhà. Đi vô nhà mẹ chở đi mua happy birthday to you. Mày đâu đem tiền đâu, đâu đem xe đâu, phải lấy xe đi mới được chứ sao đi bộ được. Ê nói nghe nè, cái thời tiết này nè nóng quá, bây giờ hai mẹ con mình đi ăn kem đi. You want some ice cream? Yeah. Okay, let's go get some ice cream. Go. Ủa nhưng mà nhà mình có ice cream mà bây giờ mình về mình tự lấy đi, tự mình đi làm chi vậy? Cho cực vậy, nhà mình có kem mà. Đi 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 về ăn ice cream. Go. Mình đem ice cream ra ngoài sân mình ngồi mình ăn nha. Kem mà chay thích luôn á. Kem mẹ thích luôn hả? Dạ. Đúng rồi, có kem mẹ thích luôn. Màu purple. Màu purple, đúng rồi. Đi, đi vô ăn kem không? Đi. Ok. Ok. Đi lẹ lên, không mấy hết kem bây giờ. Đói bụng quá hả? Đi vô ăn kem. Hả? You want that way? Yeah. Okay, go that way. What is that? Fast. Oh, you want to run so fast? Yeah. Nó muốn chạy nhanh á. Con nói đi mẹ ơi, chạy nhanh. Chạy nhanh, coi chừng cẩn thận nha. Năm nay là mùa hè, thật sự là không có làm thất vọng. Tại vì được rất là nhiều ngày, mặc dù tới trễ nhưng mà được rất là nhiều ngày nắng. Nắng mà gọi là nắng banh nóc luôn á. Xe đang đề máy đó chị. Đi. Ôi trời trời trời. Đi con. Đi cái đường bình thường đi, đi chơi trong đó con rắn nó lủi ra là thấy khổ luôn á. Hello gì? Hello ai? Cái gì vậy? À. Để máy. Trời, nhà này bữa nay trồng bông trồng hoa dữ chưa? Ủa, để cái mô phạch nó mất tiêu rồi. Cỏ mới được cắt nên là nhìn rất là ngắn, gọn. No, this way. Wow, giỏi quá. Mệt không? Mẹ khát nước rồi đó, chay đi. Nãy giờ là mẹ khát nước rồi đó. Phải về phải quất hết một chai nước luôn. Chay ơi, khát nước quá. Đi nắng là rất là thiếu nước này chay nè. Hả? What's that hả? Cái đó là con gì đó? Con chó.
Hết nắng rồi, đúng rồi. Chà, bây giờ nè, bây giờ mẹ dạy chay nói tiếng mẹ dạy chay nói tiếng Quảng nha. Nè, ngồi xuống nè, nói là nắng dữ rứa. Chị nắng dữ rứa bị sao? Nói tiếng Quảng chắc tiếng lắm luôn. Đây con, đi 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 đi. This way. Đúng rồi, như vậy ăn ice cream, đúng rồi. Con muốn mấy cây? Một. Đúng rồi, một cây thôi nha. Okay. Dạ, một cây nữa. Dạ mẹ, giống ok. Ừ. Thôi đi cho nó coi chừng có con rắn đó nha. Dạ. Hello con rắn. Hello con rắn hả? Dạ. Hồi nãy con nhớ mình coi cái chuyện đó có hai con rắn không? Dạ. Hello con rắn. Trời ơi, nhà trong bóng đẹp quá, ngồi xuống chụp tấm hình coi. Quá trời luôn, ngồi xuống chụp tấm hình coi. Trời, nhà kia cũng có một lùm bông đẹp kìa. Trời ơi, coi mấy cái hoa nó bay kìa, không biết trong video thấy không, nó bay ngập trời luôn á. Hoa dị ứng, cái hoa này gọi là hoa dị ứng. Thôi đi, về ăn kem. Dạ. Về ăn kem. Trời ơi, hay quá. Về đây, đường này. Ăn kem là đường này. Còn ăn cây là đường kia. Còn điều gì ngu ngốc bằng are you okay? Sao con đi qua cái đường ngoài mà con có đi qua cái đường trong cỏ không vậy chay? Chay nhớ hồi sáng này mình ngồi ở trong phòng của mình nhìn ra mình thấy có con chó đứng ngoài đây không chay? Nhớ không? Ừ, nhớ sáng này mình ngủ dậy mình thấy con có chú kia dẫn con chó đi không? Đó, đây là cái phòng đằng sau của chay nè, cô chú nè, mẹ với chay ngồi hôm đó thấy con chó đứng ngoài đây. Đây. No.